Việc bảo trì định kỳ máy xay cà phê có thể mang lại sự bền bỉ và hiệu suất tốt hơn, nhưng nhiều người lo ngại về chi phí tốn kém. Tuy nhiên, thay vì xem đây là một khoản chi phí vô ích, chúng ta nên nhìn nhận lợi ích dài hạn của bảo trì đối với trải nghiệm sử dụng và tuổi thọ của máy. Hãy cùng xem xét một số nguyên nhân khiến bảo trì định kỳ trở nên tốn kém và cách để tối ưu chi phí này. Nguyên nhân khiến bảo trì định kỳ tốn kém. Thứ nhất, linh kiện thay thế đắt tiền. Nhiều máy xay cà phê hiện đại sử dụng linh kiện đặc thù hoặc chất lượng cao, khiến chi phí thay thế tăng lên. Thứ hai, dịch vụ chuyên nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp, người dùng sẽ phải trả thêm chi phí cho tay nghề và thời gian của kỹ thuật viên. Thứ ba, thiếu kiến thức tự bảo trì. Nếu không được hướng dẫn đúng cách, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc tự bảo trì máy xay, phải dựa vào dịch vụ bên ngoài. Thứ tư, thói quen sử dụng không đúng cách. Sử dụng máy xay không đúng hướng dẫn hoặc quá thường xuyên có thể gây hư hại nhiều bộ phận, đòi hỏi bảo trì và sửa chữa nhiều hơn. Giải pháp để tối ưu chi phí bảo trì. Thứ nhất, chọn máy xay bền bỉ. Đầu tư vào máy xay cà phê chất lượng cao với cấu trúc bền bỉ sẽ giảm thiểu việc thay thế linh kiện thường xuyên. Thứ hai, tự bảo trì cơ bản. Học cách thực hiện các bước vệ sinh và kiểm tra đơn giản tại nhà sẽ giúp bạn tránh được các lỗi cơ bản. Thứ ba, đặt lịch bảo trì định kỳ. Thay vì để máy hỏng hóc mới đi bảo trì, hãy đặt lịch kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện và sửa chữa. Thứ tư, tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Luôn tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất về cách sử dụng và bảo quản máy xay. Bảo trì định kỳ sẽ tốn kém nếu không được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, khi bạn hiểu và áp dụng các biện pháp trên, máy xay cà phê sẽ hoạt động ổn định và tiết kiệm chi phí hơn. Lyon Coffee cung cấp dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 18009450 để được hỗ trợ chi tiết nhé.